Alo, mấy em nghe thầy rõ Dạ nghe thấy thầy ơi. không? Rồi, nghe được rồi. Thế tốt rồi, có thấy hình ảnh phải không? Dạ có thấy luôn ạ. Rồi, hôm trước là chúng ta nói tới đây rồi phải không? Tới mô hình VACB phải không? Đúng không? Đúng không mấy em? Sao không thấy trả lời đây? Rồi thầy. Rồi phải không? Là mình nói các cái tiêu chuẩn nước thải rồi phải không? Nhưng mình nói là xử lý chất thải khí chưa? Alo. Dạ nghe rõ thầy ơi. Rồi nghe rõ biết rồi nhưng mà là hôm trước là nói tới chất chất thải khí Dạ đúng đó thầy. không? Rồi đúng rồi. Thì hôm trước là chúng ta nói đến chất thải khí thì xử lý chất thải khí thì hôm trước là mình đã nói tới cái sự tồn trữ tốt sẽ làm giảm phát tán và dùng các cái chất ức chế bổ sung men vi sinh làm sạch khí gây ô nhiễm hoặc thêm vào khẩu phần các chất giảm sự thải khí ô nhiễm. Đấy, thì hôm trước là chúng ta đã nói đến cái đó. Thì bây giờ thầy nhắc lại như thế này, tức là cái chất thải khí á, của các khí mà nó gây ô nhiễm á, đấy thì nó sinh ra từ cái chuồng trại, từ cái hệ thống tồn trữ chất thải, cái nơi tồn trữ chất thải, cái nơi xử lý chất thải. Là sử dụng chất thải thì là thí dụ như là ở đồng ruộng hay vườn cây rồi mình coi như là mình bón phân hữu cơ rồi mình làm coi như các cái biện pháp để mà mình làm giảm cái mùi hôi thối vân vân. Thì trong các chất thải khí á thì các cái chất mà gây mùi hôi thối khó chịu như NH3 với H2S là chúng ta dễ biết. Nhưng mà đối với các cái chất thải mà coi như khí mà chúng ta nó không có mùi gì hết đó nhưng mà nó gây cái biến đổi khí hậu. Đấy thì là CO2, CH4, N2O vân vân, NO, N2O. Đấy là những cái chất thải khí mà nó nguy hiểm và chúng ta coi như là cần thiết là phải phải chú ý nó. Thì để giảm mùi và chất khí gây ô nhiễm trong chăn nuôi thì chúng ta lưu ý đến vấn đề nhiệt độ và ẩm độ của môi trường. Chúng ta kiểm soát cái nhiệt độ và ẩm độ của môi trường. Bởi vì là nếu mà nhiệt độ môi trường á mà nó cao. Đấy, nhiệt độ môi trường nó cao thì cái sự bốc cái mùi hôi thối lên là nó rất mạnh. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái điều kiện mà cái môi trường nhiệt độ nó cao á thì nó sẽ ủng hộ, nó sẽ là tạo điều kiện cho các cái loại vi khuẩn mà nó lên men là nó phát triển rất là mạnh. Là kể cả vi khuẩn là lên men coi như là gây ra các cái chất thải khí gây ô nhiễm. Đấy, và các cái loại vi khuẩn là có lợi thì nó cũng kích thích có hai thứ phát triển luôn. Nhưng mà nói chung khi mà nó cái điều kiện mà nhiệt độ tăng lên thì các vi khuẩn có hại nó cũng phát triển rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là ẩm độ của môi trường. Khi mà ẩm độ môi trường mà nó cao đó thì hơi nước trong không khí nó cao, mà hơi nước trong không khí mà nó cao đó thì nó làm cho cái môi trường là trở nên là giống như là nó đặc lại, nó đậm đặc lại. Nó thí dụ như mình là cái điều kiện của mình sống trong cái môi trường nó nóng chẳng hạn, nóng môi trường nhưng mà nó ẩm nữa thì là nó rất là khó chịu. Thế là mình mà ở trong môi trường đó thì nói chung là rất là khó chịu bởi vì nhiệt độ thì nó cao nhưng mà nó lại mình là không có phát tán cái nhiệt trong cơ thể mình ra được.
nó ra thì coi như là nó sẽ bị cái ẩm độ cái nó làm cho cái thân nhiệt của mình nó không có bốc đi được, thì nó chúng ta sẽ ra mồ hôi và rất là khó chịu. Đấy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta kiểm soát được cái nhiệt và môi trường thì chúng ta sẽ giảm được cái vấn đề là ô nhiễm ở trong cái điều kiện của chuồng trại. Thì đối với cái việc mà chúng ta muốn làm giảm cái phát tán khí đó là chúng ta phải tồn trữ cho nó tốt, tức là khi mà mình tồn trữ các cái chất thải thì chúng ta phải có hầm kín, rồi các cái hệ thống cống rãnh đâu phải là các loại cống coi như là kín chứ không phải là cống hở. Vì chúng ta sử dụng cống hở thì nói chung là mùi đồ nó sẽ bay ra. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể làm giảm cái phát thải khí đó, bằng cách chúng ta bổ sung men vi sinh hay là vi sinh vật. Đấy, vi sinh vật tức là các loại như là probiotic đó, này chúng ta có thể bổ sung nó, bổ sung men vi sinh hay vi sinh vật thì nó sẽ tăng cường cái sự coi như là tiêu hóa cái thức ăn ở trong cái dạ dày ở trong ruột của con gia súc, và như vậy thì nó nâng cao khả năng tiêu hóa của các cái dưỡng chất, cho nên là khi mà các phân nó ra thì nó sẽ ít cái dưỡng chất hơn, và như vậy thì nó sẽ ít bị các loại vi khuẩn mà nó phân giải, nó làm cho các cái chất thải khí nó nhiều lên. Đấy, hoặc là chúng ta thêm vào cái khẩu phần các cái chất là giảm khí thải gây cái hiệu nhà kính. Thì cái này phần sau thì coi như thầy sẽ nói rõ cái này. Thì chúng ta là thầy nói đến là chất thải khí, chúng ta nói đến chất thải khí thì chúng ta sẽ thấy là cái chuồng trại, chuồng trại thì ở đây là có một cái gọi là cái chuồng, cái chuồng thì cái chuồng này á là nó ở trong cái hệ thống là kín, thì chúng ta thấy ở đây là nó cái cửa ở đây nó đóng kín này, và ở đây là các cái hệ thống gọi như là quạt. Đấy, các hệ thống quạt thì các hệ thống quạt này đó, hệ thống quạt này đó thì nó có thể là nó quạt, nó hút cái không khí ở trong chuồng nó ra. Thì ở cái đầu kia của cái chuồng này đó thì là nó sẽ có các cái màng để mà nó thổi các cái hơi nước, nó phun các cái hơi nước, và các cái quạt này nó sẽ hút các cái hơi nước. Thì nó hút từ cái hơi nước từ cái đầu chuồng cho đến cái cuối chuồng, rồi nó thải hơi nước ra ngoài, thì nó sẽ làm cho cái môi trường đó, thì nó sẽ được coi như là mát mẻ, nó làm cho môi trường là nó mát mẻ, và nó hút như thế thì nó cũng làm cho cái môi trường nó khô, nó vừa mát mà nó vừa khô, và đồng thời thì nó cũng giảm đi cái mùi hôi thối ở trong chuồng. Thì đó là về mặt coi như là lý thuyết, nhưng mà trong thực tế đó thì các cái chuồng này đó, các cái chuồng này nếu mà chuồng kín đó, mà nếu mà cái hệ thống quạt này mà nó yếu kém, tức là nó không hút nổi để mà nó đẩy cái thán khí, nó đẩy các cái chất khí ở thán khí trong này nó ra, thì nó sẽ gây cái ô nhiễm nặng ở trong cái chuồng này. Vì vậy cho nên là những cái người công nhân hoặc là những người mà làm việc trong chuồng này đó, thì người ta sẽ chịu cái mức coi như là ô nhiễm của cái hệ thống này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta nói đến vấn đề là xử lý chất thải khí. Xử lý chất thải khí thì người ta dùng cái hệ thống ống dẫn kín. Người ta dùng cái hệ thống ống dẫn kín, các hồ chứa phân có khuấy trộn, các cái hầm ủ hiếm khí, các cái chuồng trại tốt, hàng ngày tránh ứ động chất thải. Tức là để xử lý chất thải khí đó thì chúng ta, mấy em, nếu mấy em vào trong các cái trang trại mà lớn của các cái công ty đó, thì chúng ta thấy trong các cái chuồng trại này đó, thì các cái hệ thống ống dẫn khí nó rất lớn, tức là nó hút cái khí nó đẩy ra ngoài,
đẩy không khí ra ngoài thì cái hệ thống ống dẫn khí rất lớn để nó hạn chế cái vấn đề là ô nhiễm ở trong đó. Cái thứ hai nữa, các cái hồ chứa phân đó là nó là cái hồ chứa phân đó thì nó có khuấy trộn để nó tạo điều kiện cho vấn đề là hiếu khí để nó xử lý, là nó làm cho cái bớt đi là cái mùi coi như là cái ô nhiễm của nó. Rồi cũng có thể là người ta đưa thẳng các cái chất thải nó vào trong các cái hầm ủ coi như là yếm khí bioga, thì như chúng ta biết đó, đưa vào cái hầm thủ yếm khí thì nó rất kín, cho nên đưa vào đó thì chúng ta sẽ không có thấy đâu coi như cái mùi mà ô nhiễm rồi cái này đó. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa vào hầm ủ bioga thì chúng ta nên nhớ là nó sẽ tạo ra cái khí metan rất là cao, và người ta sử dụng khí metan này để người ta đun nấu hoặc là để người ta chạy máy phát điện. Đấy. Thì cái hệ cái vệ sinh chuồng trại tốt đó, tốt hàng ngày đó là chúng ta tránh được cái chất thải nó ứ động, nó bốc mùi lên, thì đây cũng là cái điều kiện tốt để mình làm cho cái giảm đi cái chất thải khí. Thì ở đây là chúng ta nói thêm là người ta cũng có thể trộn một số các cái chế phẩm vi sinh vào phân để phân hủy các chất thải của vi sinh vật và không tạo ra cái sản phẩm khí có mùi hôi. Thì cái này là cái mà trên cơ sở này đó là chúng ta sẽ có cái sự phát triển cái công nghệ về về cái nó gọi là công nghệ về tạo nên các cái đệm lót sinh học. Đấy, đệm lót sinh học thì coi như là chúng ta sử dụng các cái chế phẩm vi sinh đó là chúng ta làm cho cái chế phẩm này nó phát huy tác dụng để là làm giảm đi ô nhiễm. Thì cái phần mà đệm lót sinh học thì hôm trước thầy có nói sơ sơ nhưng thầy sẽ nói kỹ hơn trong cái phần sau. Rồi chuồng nuôi thông thoáng về hệ thống thông gió trong chuồng, tức là để mà đảm bảo mà cái ít có bị là ô nhiễm nhiều, thì trong các cái chuồng nuôi đó thì cái hệ thống thông gió nó rất là quan trọng, tức là đi vào chuồng nuôi mà nếu mà thông thoáng như hồi nãy thầy nói cái hệ thống mà cái quạt là nó hút là tốt thông thoáng, với cái thứ hai là cái hệ thống coi như là thông gió trong chuồng nó tốt đó, thì nó sẽ giảm đi cái sự ô nhiễm của người. Rồi đó, là cái vấn đề xử lý chất thải khí đó là mình cũng có thể sử dụng các cái dung dịch, dùng những cái dung dịch có khả năng nó hấp thụ hóa học cao như là NaCO3, như là NH4CO3, K3PO4, K3PO4 để tăng cái hiệu quả hấp thụ khí gây mùi để giảm cái ô nhiễm. Thì đây là những cái chất mà người ta sử dụng các dung dịch này để ta hấp thụ cái khí mà nó có thể là gây là sự ô nhiễm. Tuy nhiên cái việc mà sử dụng các cái chất này đó thì thông thường á, thì với cái quy mô nhỏ thì không có vấn đề gì lớn, nhưng mà trong cái điều kiện mà chuồng trại mà lớn rồi này nọ mà chúng ta sử dụng một cái lượng coi như là các chất này mà nó lớn á, thì nó lại gây cái vấn đề là ô nhiễm quá chất. Vì vậy cho nên là cái việc mà sử dụng các chất này là cũng rất là hạn chế. Đấy, ở quy mô nhỏ thôi nó vừa tốn kém kinh phí mà nó cũng vừa là gây cái ô nhiễm coi như về mặt coi như quá gây ô nhiễm về mặt quá. Thì ở đây thì bây giờ là coi như là chúng ta sẽ nói đến là cái vấn đề là khí thải. Chúng ta nói đến vấn đề là khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đấy thì vấn đề khí thải gây hiệu ứng nhà kính ấy, thì chúng ta cần có là chủ yếu là ba cái loại khí mà thầy hay nói đó, tức là khí CH4, khí CO2 và khí coi như N2O. Thì CH4 với CO2 thì nó chủ yếu là do cái sự lên men ở trong giả cỏ cũng như gia súc nhai lại, tức là chủ yếu, còn trong phân trong đồ nó cũng có,
trong phân của gia súc rồi thì nó cũng có CO2, nó cũng có, nhưng mà nó ít trong phân rồi này, nó ít hơn, chủ yếu là nó ô nhiễm N3 với lại H2S đối với phân. Nhưng còn N2O đó thì chủ yếu là từ trong phân, chủ yếu là từ phân, trong phân của các loại gia súc. Thì hôm trước thầy có nói là cái khí mà gây hiệu ứng nhà kính đó, thì đối với CO2 đó, thì xem nó như là một đó, đây xem nó như là một. Còn cái CH4 đó, thì nó gấp khoảng 20, từ 21 lần cho đến 24 lần về CO2. Hôm trước thầy có nói đó. Còn trong khi đó thì N2O nó có thể là cao gấp 190 mấy lần của CO2. Vì vậy cho nên CH4 và N2O là người ta rất là chú ý vào nó. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà tính ra cái sự ô nhiễm khí thải gây ứng nhà kính thì người ta tính tất cả là ta tính ra CO2 hết. Ta nhân lên, lên thí dụ như là CH4 thì nó bao nhiêu lần người ta nhân lên trong cái điều kiện là nhiệt là bao nhiêu, trong cái điều kiện áp suất là bao nhiêu, thì người ta tính, người ta nhân ra để ta coi như tất cả đều ta đồng bộ nó trở thành là CO2 hết, thì nó gọi là CO2 tương đương, nó gọi là CO2 equivalent. CO2 và như là equivalent. Đấy thì chúng ta có thể là hiểu cái vấn đề các chất khí thải nó là gì. Thì ở đây là chúng ta nói nhiều đến gia súc nhai lại. Ta nói nhiều đến gia súc nhai lại thì nó có bốn cái biện pháp để mà chúng ta có thể giảm khí thải. Thì chút xíu nữa thì cái phần sau thì thầy sẽ sử dụng cái giáo trình để mà thầy nói cái vấn đề này để cho chúng ta hiểu rõ hơn, và mấy em sẽ xem cái giáo trình để từ đó mà coi như là mình có thể biết cái cách để mình tham khảo cái giáo trình của mình cho nó có hiệu quả trong cái môn học này. Thứ nhất á, là phát triển tốt tiềm năng di truyền và dinh dưỡng để nâng cao năng suất. Đây thì đây là một cái vấn đề rất là lớn, tức là đối với lại cái con gia súc mà như là bò, là như trâu nè, đặc biệt là bò sữa. Bò sữa thì nó thải khí nhiều lắm, bởi vì nó ăn nhiều, nó ăn rất nhiều, bởi vì nó cho sữa mà, và nó hàng ngày gì vậy là nó ăn nhiều. So với bò thịt thì nó ăn nhiều hơn, là có thể là nó ăn nhiều gấp rưỡi hoặc là gấp 1,75 lần so với lại con bò thịt. Vì vậy cho nên là nó thải khí gây ứng nhà kính cũng rất nhiều. Tuy nhiên thì người ta cũng phát hiện là trong một cái giống hay là trong một cái đàn gia súc á, thì nó có những cái con gia súc á, thì nó phát thải là khí gây ứng nhà kính là ít. Còn những cái con thì nó cũng có phát thải nhiều hoặc là trung bình. Thì người ta mới suy nghĩ rằng những cái con mà nó phát triển như vậy thì nó có khả năng là nó di truyền. Cho nên người ta mới sử dụng những cái con này nè để người ta là nhân giống nó, phát triển giống để mà có thể là chúng ta tạo ra cái thế hệ con cái của nó là có phát thải khí gây ô nhiễm nhà kính là thấp. Thì người ta cố gắng là người ta tìm ra cái mối liên hệ giữa cái di truyền với lại khí thải, và người ta nhân giống những cái này. Thì đó cũng là một cái hướng, đó một cái hướng. Thì cái hướng này bây giờ di truyền, bây giờ ta sử dụng là di truyền phân tử là chính. Cho nên là vấn đề của chúng ta là cũng, nếu mà bên ngoài thì chúng ta khó lòng chúng ta biết được. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta là dùng cái biện pháp dinh dưỡng. Thì như các em cũng biết đó, là cái khí thải gây ô nhiễm nhà kính, ví dụ như CH4, CO2 hay là N2O, thì những cái loại khí này đó, thì khi mà người ta tính đó, thì người ta tính trên một cái đơn vị coi như là sản phẩm. Ví dụ người ta coi là 1 lít sữa đấy, 1 lít sữa đó mà sản xuất ra thì coi như là nó phát thải bao nhiêu, coi như là kilo, coi như là meta, bao nhiêu là CO2 hoặc là bao nhiêu là N2O. Đấy, cho nên là cái khí thải á, thì được tính trên một cái đơn vị sản phẩm, tức là 1 kg thịt, 1 kg sữa,
hay là trọng lượng của bào thai vân vân, thì người ta có thể là tính. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta sử dụng tốt cái vấn đề di truyền và dinh dưỡng để mà chúng ta nâng cao năng suất của con gia súc, thì là chúng ta cũng là giảm khí thải gây nhiều hiệu ứng nhà kính. Đây thì thầy nói ví dụ chẳng hạn, mấy em thầy giảng mấy em chịu khó có những cái mà nó quan trọng mấy em phải ghi chép nha, chứ không thôi là coi như là không có nữa thầy hỏi không biết đường trả lời. Tức là những cái con mà nó có cái năng suất mà nó cao, thí dụ như thế này chẳng hạn, thí dụ như bò của mình, bò mà địa phương của mình là em nuôi nhiều khi là 4 năm em mới bán, bò được có 4 năm em mới bán. Trong khi là con bò của châu Âu, hay là con bò lai, giữa con bò thịt ở châu Âu với con bò Zebu rồi nè, nó lớn con này nó, thì nhiều khi có 2 năm em nuôi, có 2 năm là nó bán mà trọng lượng là nó cao nữa. Thì mấy con kia 4 năm thì nó thải coi như là nó khí rất là nhiều, trong khi con này là nó chỉ có 2 năm mà, thì và nó sản xuất thịt cũng nhiều, và nó mà nếu mà nó sản xuất được nhiều như vậy, năng suất nó cao như vậy, thì là nếu tính trên cái trọng lượng coi như là sản phẩm, thì là đối với cái con bò mà địa phương mình là nó thải khí nhiều hơn, bởi vì nó sống dài quá, nó thải ra nhiều. Đấy, vì vậy cho nên là chúng ta cố gắng là dùng cái biện pháp dinh dưỡng hay biện pháp di truyền để chúng ta nâng cao năng suất của con bò, giảm cái thời gian nuôi nó, và đồng thời là coi như là năng suất của nó tốt hơn, thì như vậy thì chúng ta sẽ bán con bò nhanh, và đồng thời là tính cái lượng khí metan hay khí CO2 trên 1 kg sản phẩm, thì trong cái trường hợp này thì nó sẽ giảm đi. Cái thứ hai nữa là người ta nói đến vấn đề điều chỉnh rồi cân đối khẩu phần ăn và lượng chất, làm giảm cái sự là dư thừa. Đó, giảm đi sự dư thừa, điều chỉnh này, rồi cân đối khẩu phần ăn này, và dinh dưỡng và dưỡng chất của nó, là giảm cái sự dư thừa. Thì ở đây nó có một cái vấn đề như vậy, tức là từ trước giờ là mình nuôi con heo ví dụ như thế, thì mình cũng cũng mong muốn là nó mau lớn, cho nên mình sử dụng là protein là nhiều. Đấy. Nhưng mà khi mình sử dụng protein nhiều đó, thì mặc dù là nó cũng mau lớn nó, nhưng mà nó lại là ô nhiễm nhiều, bởi vì khi đó là nó đi phân ra thì cái protein nó còn nhiều, và như thế là các vi khuẩn nó sẽ phân giải và nó tạo ra NH3 nhiều hơn, rồi nó gây ra ô nhiễm nhiều hơn. Đấy. Và như vậy thì nếu mà chúng ta giảm bớt cái protein thì gián tiếp là chúng ta giảm đi cái sự coi như là phân giải protein để mà nó có thể là gây ra ô nhiễm. Chúng ta đối với heo thì chúng ta có thể là giảm cái lượng protein ở trong khẩu phần, nhưng mà chúng ta nâng cao cái bổ sung thêm các amino acid nha. Các amino acid thì mấy em biết rồi, amino acid nó là thành phần, nó là đơn vị của cái protein. Đấy, thì mình có thể là cung cấp cho nó một cái lượng protein nhất định nào đó, rồi cung cấp thêm cái amino acid. Thì ta cũng thường người ta cung cấp các amino acid là ta cung cấp các loại là amino acid là thiết yếu. Các loại amino acid thiết yếu, thì các loại amino acid thiết yếu nó kết hợp với các loại amino acid của protein, của protein nó sẵn có, thì nó sẽ giúp cho con vật là nó mau lớn rồi nè, nhưng mà nó giảm đi cái sự ô nhiễm môi trường, tức là mình không cho nó ăn protein nhiều mà chúng ta sẽ... Và như vậy á, thì rõ ràng là chúng ta giảm đi cái sự dư thừa của protein ở trong phân, và như vậy chúng ta cũng giảm đi cái sự coi như là đi cái sự chúng ta điều chỉnh, chúng ta cân đối cái khẩu phần lại. Đấy, và như vậy thì về mặt kinh tế là cũng cũng tốt hơn. Thay vì em cho ăn bột cá, bột thịt đồ nhiều thì em coi như cho nó ăn vừa phải.
và sau đó là chúng ta bổ sung thêm các amino acid thiết yếu thì con gia súc nó cũng tăng trưởng tốt. Thì như vậy cũng đảm bảo được cái yêu cầu của nó. Và đối với lại các cái điều kiện mà phát triển trong chăn nuôi đó, cái việc mà điều chỉnh như là cân đối khẩu phần ăn thì nó còn liên hệ đến vấn đề là hiệu quả về kinh tế. Nếu mà chúng ta cho nó ăn cái khẩu phần tốt quá, dư thừa quá thì coi như là chúng ta lãng phí. Vì vậy cho nên việc điều chỉnh và cân đối khẩu phần ăn và dưỡng chất thì nó không những giảm đi sự dư thừa nhưng mà nó cũng giảm đi cái sự ô nhiễm, giảm đi cái sự coi như là khí thải gây ô nhiễm kính. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta thay đổi cái tập quán chăn nuôi và tiêu thụ thực phẩm. Cái này là thực phẩm liên quan thực phẩm, tức là bây giờ là chúng ta biết rồi, bò đó thì nó con bò đó thì nó có nhiều cái khí thải, con bò thì nó nhiều cái nhiều khí thải, đặc biệt là bò thịt. Bò thịt mặc dù là cái nó mặt cá thể thì nó không có thải nhiều khí như là bò sữa, nhưng mà cái số lượng của nó quá lớn cho nên là khí thải của nó lại là lớn. Thầy lấy ví dụ như con bò nó thải là bò thịt nó thải một, con bò sữa nó có thể thải hai, nhưng mà con bò sữa nó không có bao nhiêu trên, ví dụ như ở Việt Nam mình chẳng hạn thì mình hiện nay mình có khoảng trên 300.000 con bò sữa, trong khi là mình có là gần 6 triệu con bò thịt, thì chúng ta thấy là cái lượng khí thải nó rất quan trọng. Còn trên thế giới cũng thế, trên thế giới là bò thịt nó cũng có cả là coi như là tỷ con, bởi vì cái vấn đề là nuôi bò thịt là từ các cái nước coi như là đang phát triển cho cái nước phát triển, người ta đều quan tâm đến vấn đề phát triển bò thịt, rồi từ cái nước nghèo cho đến cái nước giàu thì cũng đều phát triển coi như bò thịt. Mấy nước nghèo như là ở châu Phi, các nước đó, thì người ta chủ yếu người ta tận dụng đồng cỏ, ta tận dụng các cái rừng thưa để ta thả bò đi, và ta ta nuôi con gia súc như vậy rồi ta bán, người ta kiếm tiền để người ta coi như trang trải cuộc sống của người ta. Cho nên là bò thịt là nó rất phổ biến. Còn con bò sữa mà em nuôi con bò sữa là em phải nuôi tốt, bởi vì con bò sữa là cái hiệu quả kinh tế của nó cao nhưng mà giá của nó cũng rất cao. Thì thông thường thì một con bò sữa mà ở Mỹ ở đồ nó cũng phải mấy ngàn đô là một con, cho nên là cái giá nó cao như vậy. Vì vậy cho nên là không phải ai cũng nuôi được là bò sữa, nhưng mà bò thịt là coi như là nước nghèo nước giàu, người nghèo thì người ta bò thịt, vì vậy cho cái lượng bò thịt nó rất nhiều. Ở châu Âu cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, mà ở nước Việt Nam mình cũng thế. Thì lấy ví dụ mình là bò sữa có khoảng hơn 300.000 con, nhưng bò thịt là mình gần 6 triệu con. Thế cho nên là một số các cái nước ở bây giờ đó là người dân ở châu Âu này nọ thì họ họ ý thức được chuyện đó, thì họ coi như là vận động là giảm ăn thịt bò, giảm ăn thịt bò thì người ta không nuôi bò nữa, thì không nuôi bò nữa thì giảm giảm khí thải. Thì một số các nước nó vận động rồi, thay vì ăn thịt bò thì nó ăn các loại thịt khác, ăn loại thịt thí dụ như là thịt thỏ, nó cũng ăn rau cỏ này nọ nhưng mà nó ít thải khí methane đấy, hoặc là coi như là ăn đậu nành, ăn đậu hũ, ăn các loại mà nó đậu thì để nó thay thế trong cái phần. Thì đó là một số các cái nước, tức là chúng ta nói là thay đổi tập quán chăn nuôi, thay vì mình nuôi bò nhiều thì bây giờ thay vì mình nuôi bò thì bây giờ mình trồng cỏ, mình nuôi bò thì bây giờ mình cũng trồng cỏ, trồng rau, trồng đồ thì mình có thể mình nuôi thỏ. Con thỏ thì nó có cái hay của nó là nó mặc dù nó ăn rau cỏ nhưng mà nó rất ít thải khí gây ô nhiễm kính, bởi vì nó không có cái hệ giả cỏ như là con bò. Nó là con thỏ là nó loài coi thuộc loài coi như là độc vị đó, nó tiêu hóa sơ nhưng mà nó tiêu hóa ở ở manh tràng chứ không phải là tiêu hóa ở ở giả cỏ để mà thải khí methane. Alo, thầy nói mấy em nghe có rõ không vậy?
Dạ rõ thầy ơi. Thế đúng rồi. Nghe Thế thầy ơi, nghe thầy ơi, rồi nghe thầy ơi, rồi bây giờ nghe thầy ơi, nghe thầy ơi. rồi tốt rồi rồi tức là chúng ta thay đổi cái tập quán chăn nuôi và thay đổi cái vấn đề tiêu thụ coi như là thực phẩm. Đấy. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là coi như là cũng có một cái ý thức để vào vấn đề này. Thì cái này đối với các nước như là các nước mà nói chung là có cái nền chăn nuôi tiên tiến, các nước nó giàu đó, người dân ta có ý thức, người ta có trình độ học vấn rồi này đó, người ta ý thức thì ta thay đổi tập quán chăn nuôi rồi ta người ta thay đổi cái vấn đề là tiêu thụ các loại thực phẩm. Đấy, như thầy nói. Thay vì người ta ăn thịt bò nhiều đó, thì các nước châu Âu thực tế ra mà nói, các nước châu Âu hay Mỹ rồi này đó, thì ăn thịt bò là một cái gọi là một cái tập quán là thường của họ. Họ ăn thịt bò là bít bít tết là cái chuyện coi như là bình thường đối với các cái nước cộng đồng. Ăn miếng bít tết rất lớn chứ không phải là như đồ ăn bít tết như mình lâu lâu mới ăn lần, họ ăn là coi như là bình thường, thường thường hàng ngày là họ ăn thịt bò, bởi vì họ ít ăn thịt heo, các cái nước đó ít ăn thịt heo, bởi vì thịt heo không phải là thịt tốt. Họ ăn thịt bò thì là cái thịt dinh dưỡng nó cao hơn, là một cái thứ hai ít cholesterol hơn là bò, hơn hơn là heo. Và heo với gà thì nói chung là giá nó rẻ, bò thì coi như là dưỡng chất cao, cho nên khi mà họ gặp nhau thì họ dẫn nhau là đi ăn coi như là bít tết hoặc là đi ăn xương bò nướng bên ở Mỹ hay là ở châu Âu thì thông thường. Thì tóm lại thì để mà coi như là để giảm cái đàn gia súc ngay lại, để mà giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì người ta thay đổi tập quán chăn nuôi và người ta giảm vấn đề tiêu thụ các cái thực phẩm, là thay đổi việc sử dụng đậu nhiều hơn, để sử dụng các loại thịt mà ít gây ra ô nhiễm hơn. Rồi thứ tư là ta cung cấp các chất bổ trợ. Đấy, thế thì đến cái phần sau này thì thầy sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề cung cấp các cái chất bổ trợ để mà bổ trợ là các gì nha. Bây giờ có thể là chúng ta nghỉ giải lao 10 phút. Để mấy em, mình nghỉ giải lao 10 phút ha. Rồi, Dạ thầy. ok, nghỉ giải lao 10 phút. Ok thầy ơi. Rồi, ok. Dạ thầy.
chịu luôn bình dương mà. Với lại cái câu là cái gì, anh cái gì làm cái gì, anh đang cái gì tìm người cái gì, anh đang tìm gì, anh tìm người đi đám ma của cái gì, nổi tiếng cái câu mà quá tiếng TikTok ấy, hôm nay chẳng nổi tiếng à? Một hai hôm nay chẳng nổi tiếng, hỏi anh đang tìm cái gì đấy, anh đang tìm người đi đám ma, người dự cái gì đám ma. alo 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 Em bạn nào gì ơi, tắt mic đi bạn ơi, tắt mất đi, tăng u tăng u.
Alo, chúng ta bắt đầu lại nha mấy em. Ok Dạ thầy ơi. Rồi, được rồi. Tức Dạ là thầy ơi. bây giờ thầy nói thầy sẽ giải thích cho mấy em hiểu rõ về vấn đề biến đổi khí hậu do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đó, khi nói tới cái khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì trong chăn nuôi của chúng ta là cần thiết cũng phải thấy được cái trách nhiệm của mình. Đối với vấn đề biến đổi khí hậu khi mà chúng ta nói đến cái khí thải gây hiệu nhà kính thì như chúng ta biết á, là cái chương 8 này đó thì là ở trong cái giáo trình của mấy em đó, mấy em mở cái giáo trình mấy em ra, mấy em xem tại trong giáo trình này thầy viết rất là rõ, thì thầy trình bày lại cái giáo trình cho mấy em nắm. Thế thì chúng ta có cái các cái khí thải nè, nhà kính nè, mấy em thấy rõ không vậy? Dạ Alo. rõ, dạ rõ À, thầy ơi. thầy ơi. khí thải gây phát triển công nghiệp nông nghiệp nè, thì nó có CH4 nè, là CO2 nè, N2O hồi nãy giờ mình nói đó. Nó được quy đổi ở dạng là CO2 hay là tương đương, hay là nó gọi là equivalent. Đấy, nó là theo thì cái theo thống kê đó thì lượng khí thải nhiều năm trở lại đây tăng cao về vượt ngưỡng. Năm 2022 thì trái đất phát thải là khoảng là 36 cái gigaton. Đó, so với 35,3, 33,4 và 35,5 gigaton vào 2019, 2020, 2021. Thì như thế là chúng ta thấy là cái khí thải hàng năm như thế là nó tăng lên, và bây giờ chúng ta nói đến cái hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính là gì? Hiệu ứng nhà kính là khi khi cái mặt trời á, là nó chiếu xuống ở dưới trái đất. Đấy, thì nó chiếu xuống ở trái đất á, thì chúng ta có cái bầu khí quyển. Đó, cái bầu khí quyển á, là nói chung là nó sẽ làm giảm bớt cái ánh sáng của mặt trời xuyên qua bầu khí quyển. Trời tia ánh nắng mặt trời nó xuyên qua. Thì nếu á, mà cái bầu khí quyển của mình mà tốt á, thì là cái ánh sáng mặt trời nó qua ít thôi. Nhưng mà nếu mà cái ánh sáng mặt trời nó chiếu mà nó coi như là những cái vùng mà nó bị coi như là các cái khí CH4, các cái khí CO2, các cái khí N2O đó, thì nó sẽ tạo nên những cái lỗ trống. Nó ở đó thì tạo là lỗ trống và ánh sáng mặt trời nó theo đó nó xuống, và khi nó xuống dưới trái đất á, khi nó xuống dưới trái đất á, thì nó sẽ được coi như là hấp thu, và nó hấp thu nhiều á, thì trái đất nó nóng lên. Thì cái vấn đề trái đất nóng lên á, cái nhiệt độ trái đất nóng lên do tác động của bầu khí quyển, thì bầu khí quyển thì bị ảnh hưởng là bởi khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Vì vậy cho nên là chúng ta cố gắng là chúng ta đảm bảo cái bầu khí quyển của mình. Đó, tức là chúng ta phải giảm cái khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thì khi mà cái trái đất nó nóng lên á, thì trái đất nóng lên thì chúng ta biết rồi, trái đất nóng lên thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là biến đổi khí hậu. Thì tại sao thế? Thì một điều mà chúng ta cần thiết phải nắm á, là khi mà trái đất nó nóng lên, trái đất nóng lên thì cái mà nó xảy ra đầu tiên nhất là băng tan. Thì các cái loại băng vĩnh cửu ở hai cái cực của cực Bắc và cực Nam của cái trái đất đó, thì nó tan. Tức là những cái băng vĩnh cửu hồi xưa là nó không có tan, nhưng bây giờ trái đất nó nóng lên, nó càng ngày nó càng nóng lên thì nó làm cho nó tăng lên. Cái khí hậu như thế thì nó cũng có những cái sự nó thay đổi. Đầu tiên nhất là nó vấn đề băng tan. Băng tan thì nước ở đại dương nó sẽ dâng lên. Mà nước ở đại dương dâng lên thì nó sẽ đầu tiên thì nó sẽ làm cho cái chuyện là cái lượng nước ở trong đại dương là nó nhiều. Mà nước trong đại dương nhiều á thì nó bốc hơi nhiều. Nó bốc hơi nhiều thì mưa nhiều. Đó. Và bên cạnh cái nước biển mà nó dâng lên như vậy thì một số các cái quốc gia, các cái vùng đảo
mà nó nằm coi như hơi thấp, nằm ở ở ven biển, ở ở cái những cái vùng mà nó thấp như là Bangladesh hay là một số các cái vùng Thái Bình Dương là nó ngập hết, tức là nó không còn coi như là nổi trên mặt nữa, mà nó bị ngập nữa. Thế thì cái một cái ước lượng của các nhà khoa học cũng nói là theo cái tình trạng này, mà nếu trái đất mà cứ nóng như thế này hoài thì trong một khoảng thời gian nữa đó, tức là khoảng năm 2050, 2070 vậy đó, thì đồng bằng sông Cửu Long chúng ta cũng không còn nữa. Tức là khi mà cái kịch bản mà cái nước nó dâng lên 1 mét, nước biển dâng lên 1 mét, thì nói như thế để chúng ta thấy là cái việc mà cái nước biển nó dâng lên là nó nguy hiểm đến chừng nào. Thì còn những cái vấn đề khác, những vấn đề khác thì nó dâng lên như thế thì nó mất đất, là mất đất nông nghiệp cái này nữa, thì coi như con người sống rất là khó khăn, người sống rất là thiếu lương thực thực phẩm, vân vân, nói chung là rất là tiêu cực đó. Nhưng mà trước khi mình nói đến vấn đề tiêu cực thì chúng ta một số các cái ảnh hưởng do biến đổi khí hậu khác, là thứ nhất là chúng ta nói vấn đề bão tố. Thì bão thì hồi xưa là bão ít thôi, bây giờ trái đất nó nóng lên rồi thì bão nó nhiều hơn. Bão nó nhiều hơn, hồi xưa nó chỉ có bão là nó khoảng 100 cây số một giờ là dữ rồi, bây giờ bão nó lên, nó gọi là thay vì nói bão bão coi như bão lớn thì bây giờ nó gọi là siêu bão, tức là nó lên tới 180, 200 cây số một giờ. Là lý do tại sao nó thế. Thì khi mà trái đất nó nóng lên thì có ở ngoài biển là có những cái vùng nó nóng và những cái vùng nó không nóng. Thì những cái vùng mà nó nóng á, thì cái không khí ở nơi đó nó loãng, mà không khí nó loãng á, thì là những cái vùng mà có không khí mà nó không loãng, tức là cái áp suất của nó lớn hơn, thì cái không khí ở những cái vùng đó đó thì nó sẽ lắng dần đến những cái vùng mà coi như là không khí loãng, và nó tạo nên là gió. Mà nếu mà cái chỗ nào mà nó nóng lên nó nhiều này nọ thì là bão nó tới rất là nhiều, và nó làm nó trở nên rất là mạnh, và nó trở thành cái siêu bão. Thế cho nên bây giờ chúng ta thấy là bão bây giờ nó rất là nguy hiểm. Và sau bão xong thì một vấn đề khác nó xảy ra nữa là lụt. Thì sau bão xong thì thường nó bão thì nó đi kèm đến cái chuyện là nó cuốn coi như những cái lượng hơi nước từ trong biển ra. Thì hồi xưa nó cái hơi nước ở biển thì nó cũng ít thôi, nhưng mà bây giờ là vì nó nóng như thế cho nên là hơi nước nó bốc ở biển lên là rất là nhiều, và nó cuốn vào trong đại lục thì nó gây nên cái tình trạng mưa. Thì hiện nay là mấy ngày bữa nay là ở miền Trung của chúng ta là bị rất là nặng nề. Thì những cái vùng mà bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu là những vùng ven biển đấy, và một số các cái nước mà đảo thì bị ảnh hưởng nhiều, thí dụ đặc biệt là Philippines, một năm như thế là họ chịu mấy chục cơn bão. Và ở các cái tỉnh miền Trung, miền Bắc của mình thì cũng bị coi như rất là nặng nề về cái vấn đề bão đó. Đó rồi bên cạnh đó là cái vấn đề mưa, mưa rồi sạt lở đất, mưa rồi đến là sạt lở đất rồi mất đất, thì không còn cái khả năng coi như là trồng trọt, không còn cái khả năng coi như trồng các cái loại cây lương thực coi như là thực phẩm để cho vợ cho con người. Và nó ảnh hưởng đến cái đời sống con người, thậm chí là tính mạng lội thường xuyên. Thì hồi xưa là cái hơi nước nó ít, nó tập trung nó ít, bây giờ nó cuốn theo là cái hơi nước nó nhiều và nó mưa rất là lớn, và nó dẫn đến sự coi như là sạt lở đất nguy hiểm cho đời sống con người, nó tàn phá làng mạc, nó tàn phá nhà cửa. Việt Nam mình nó nói chung là rất là rõ, mình là nước là chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu rất là lớn. Thì nói như thế để chúng ta thấy là nguyên nhân hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu đó. Và chúng ta cũng cần biết là vật nuôi nhai lại là tạo ra khoảng 80 triệu tấn khí metan là mỗi năm, dơ cừu thì chiếm 11% đó, và chiếm khoảng 28% khí thải của toàn cầu từ các hoạt động liên quan đến con người.
Đấy, tức là vật nuôi gia súc nha lại tạo khoảng 80 triệu tấn khí ngày tạo một mỗi mỗi năm đó, và chiếm 28% lượng khí thải của toàn cầu từ hoạt động liên quan đến động vật nhai lại, đặc biệt trâu bò dê cừu tạo một lượng khí metan đáng kể trong điều kiện kỹ khí trong quá trình tiêu hóa. Tức là con trâu bò dê cừu thì nó có cái vấn đề là nó tiêu hóa các loại thức ăn và nó sản xuất ra khí metan. Đấy thì đấy là cái điều khí metan được tạo ra trong quá trình lên men kỵ khí trong giả cỏ, làm mất từ 2 cho đến 12% tổng năng lượng tiêu thụ từ thức ăn và đóng góp 15% trong tổng lưu lượng khí metan trong trong. Đấy thì chúng ta thấy là cái lượng khí thải của bò là nó rất là nguy hiểm như vậy. Và như thế thì chúng ta cũng biết được là cái hậu quả là gây biến đổi khí hậu của toàn cầu và đối với ngành chăn nuôi của gây ra những đấy. Thì ở đây là chúng ta thấy là ở đây là chúng ta các loại khí thải ở cái này ở trên toàn cầu CO2 là 72%, CO4 19% và N2O là 16%. Đấy, như vậy chúng ta thấy là đấy, bây giờ chúng ta trước nhất là chúng ta nói là những cái khí thải mà gây hiệu ứng nhà kính đó, thì thầy nói sơ vậy mấy em lắm rồi, bây giờ ở đây là chỉ giải thích thêm mấy cái là hơi nước đó, nó cũng là cái là một cái loại khí thải là gây hiệu ứng nhà kính, bởi vì người ta chỉ nói C2O sự nóng lên có thể gây ra bốc hơi nước từ bề mặt mà nhiều nước hơn là hấp thụ bởi cái bầu không khí là ẩm hơn. Tuy nhiên là chúng tôi không thực sự biết những hậu quả của sự gia tăng hơi nước trong khí quyển, liệu nhiệt độ của hơi nước tăng là vật tăng hơi nước có thể là tạo nhiều đám mây hơn để phản ánh bức xạ mặt trời, do vậy ngăn chặn nó từ phạm vi của trên bề mặt. Thì như vậy là chúng ta thấy là hơi hơi nước là cũng rất là nguy hiểm, cũng rất là nguy hiểm nếu mà hơi nước mà tăng lên ở trong cái khí quyển. Bây giờ chúng ta nói là cái khí carbonic đó, khí carbonic thì nói chung là trong cái điều kiện của mình thì cái khí carbonic ở trong không khí là nó cũng có nhưng mà nó cũng ít thôi đó. Nhưng mà các cái quá trình mà sản xuất khí CO2 đó, con người thông qua đốt than đá, dầu, mỏ, khí đốt, gỗ đồ thì cái CO2 nó chịu trách nhiệm hơn 62% cái lượng khí gây hiệu ứng nhà kính vào không. Trong đó có cái vấn đề là đi lại, tức là vận chuyển đi lại rồi máy móc rồi là công nghiệp quá rồi vân vân đó, thì nó gây ra cái tình trạng là rất là nguy hiểm như vậy. Bây giờ cái thứ hai đó, thứ hai là chúng ta nói đến là cái khí metan. Khí metan là một cái loại khí là hấp thụ cực kỳ hiệu quả của bức xạ, tức là khí metan để nó hấp thụ coi như là cái bức xạ rất và coi như là nó coi như là nó phát thải là nhiều cái điều kiện ở đó, thí dụ như là đầm lầy nè, ruộng lúa nè, trồng bắp trồng đồ thì nó đều coi như đấy. Thì ngoài cái vấn đề đó mình nói ra đó, thì metan cũng là loại khí với một tiềm năng làm nóng lên toàn cầu đó, và nó khoảng 23 lần so với là khí CO2 đấy. Thì CH4 được thông qua cái kỵ khí đó là phân hủy các chất thải tại các chỗ chôn lấp động vật, tiêu hóa phân hủy cái chất thải động vật vân vân, thì những cái này thì nó đều coi như là tạo ra cái khí metan. Đặc biệt là ở đây là chúng ta nói con gia súc nhai lại và nó tiêu hóa các loại thức ăn sơ. Thầy đi ra đây chút xíu mà nghe.
chúng ta tiếp tục và nói đến vấn đề là cái khí meta, thì chúng ta thấy là cái khí metan là nó tác động rất là lớn, vì vậy cho nên là người ta rất là quan tâm cái vấn đề cái khí metan. Còn đây chúng ta nói đến cái ozone hoặc là khí là nitrous oxide, tức là khí N2O, thì cái khí mà N2O như thầy nói đó thì nó sản xuất bằng quy trình vi sinh trong phân của gia súc gia cầm, đất nước đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, sản xuất ni lông, sản xuất axit nitric và lượng khí thải xe đấy. Nhưng mà trong đó là chúng ta chú ý đến vấn đề là cái quy trình coi như là phân giải vi sinh ở ở trong phân của gia súc và gia cầm. Khi mà mình ủ phân thì khi mà ủ kín á, thì nó có thể là nó xảy ra cái khí metan. Nhưng mà nếu mình không ủ, mình để trong cái điều kiện mà hao khí á, thì nó sinh khí ra khí N2O, thì khí này nó còn là nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó còn cái khí ozone, khí chloro, fluoro, carbon, vân vân, thì các loại khí này là cũng đều khí thải, là coi như là gây hưởng nhà kính đấy. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy được là có nhiều vấn đề nó xảy ra ở đây, thí dụ như là bão nè, cực mạnh nè, rồi thay đổi mực nước biển nè, rồi thay đổi sản xuất mùa vụ canh tác nè, rồi các cái loại là trồng cây trồng nè, rồi vấn đề là sức khỏe của người dân nè, rồi tác động của rừng nè, nhiệt độ cao nè, ảnh hưởng côn trùng nè, mầm bệnh, đặc biệt cái mầm bệnh gây hại là dịch bệnh nghiêm trọng cho con người nè, động vật thực vật xảy ra, mà COVID vừa rồi là một trong những cái biểu lộ là coi như là rất rõ để cho chúng ta coi như là hiểu cái này đấy. Cho nên là chúng ta tiếp là phải chú ý đến cái vấn đề là cái nhiệt độ tăng cao, nhiệt độ và ẩm độ tăng cao thì tăng mức độ số loại côn trùng, mầm bệnh bị thiệt hại, dịch bệnh nghiêm trọng cho con người, động vật và thực vật xảy ra nó thường xuyên hơn đấy. Thì liên hệ đến vấn đề của chúng ta là mấy em thấy là trước đây đối với gia cầm nó là có cái loại virus là H5N1, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà sau đó rồi là sau đó rồi là người ta không có chú ý nữa, thì người ta sợ H5N1. Nhưng mà sau này thì nó biến thể, nó là H2N2, H7N9, vân vân, nó có đủ loại coi như, nhưng mà nó không có độc hại bằng cái con H5N1. Và người ta cứ sợ là con H5N1 nó xảy ra, thì giai đoạn trước đó thì là nó có một số người là người ta nó bị lây H5N1 từ cái con da, từ vấn đề làm thịt gia cầm ăn. Khi mà cái gia cầm vịt gà chim đồ nên nó bị H5N1 trong cái giai đoạn mà cúm gia cầm đó, thì người ta rất sợ là giữa người lây sang người. Nhưng mà rồi người lây sang người là nó không xảy ra, nó chỉ xảy ra từ coi như gia súc gia cầm nó lây trong người thôi, nhưng mà người người xảy ra. Nhưng mà cuối cùng là nó xảy ra cái trường hợp COVID là lây từ người sang người, và đúng là một cái đại dịch mà nó làm cho coi như xáo trộn toàn thế giới của chúng ta. Thì trong đó có cái vấn đề quan trọng là nhiệt độ giảm độ nó sẽ tăng cường cái độc lực của cái con vi sinh vật, tức là virus, và đồng thời nó cũng làm cho cái con vi sinh vật hay là nó trở nên là nó cái bản chất di truyền nó trở nên là nó nguy hiểm hơn, nó trở nên nguy hiểm hơn. Mà hiện nay là cái dịch mà cái bệnh COVID là nó cũng chưa có hoàn toàn hết, và nó cũng biến chủng tùm lum. Mà cái này là nó cũng do cái sự coi như là thay đổi cái bản chất di truyền, do cái nhiệt độ và ẩm độ nó tác động vào trong cái loài coi như là vi khuẩn. Thì ở đây chúng ta thấy là cái này là tỷ lệ khí thải ngày cái CO2 nè,
ở trên thì chúng ta thấy là nông nghiệp là chiếm bao nhiêu đây nè, nông nghiệp ở trong đó là có chăn nuôi của mình nè, rồi là chất thải nè, chất thải thì ở đây nói nhiều về chất thải của con người nè, chất thải của con người, và còn lại là vấn đề là năng lượng. Năng lượng ở đây á, là năng lượng để dùng cho vấn đề đi lại, cho vấn đề đi lại, cho vấn đề là phát triển công nghiệp rồi vân vân đó, thì nó cái sự và coi như là thải khí CO2 ở trên thế giới, thì tất cả nó đều quy về coi như là cái CO2, lại CO2. Thì tóm lại biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng về mặt mọi mặt đời sống con người. Thời tiết bất lợi cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp, nhiệt độ tăng làm bệnh tật cho con người, gây mưa bão lụt nhiều. Mỗi chúng ta cần ý thức tác hại của biến đổi khí hậu cũng như biết nguyên nhân để tìm cách hạn chế tác hại của nó. Thì hiện nay là như mấy em cũng biết đó, là cái biến đổi khí hậu là nó là những cái nguyên nhân rất là lớn đối với cái đời sống của con người, và vì vậy cho nên là con người cũng tìm cách là gọi như là hạn chế đó, hạn chế cái tác hại của nó. Rồi bây giờ chúng ta nói là cái chăn nuôi là ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. Thì cháu biết đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi là tăng đấy, thì cái này thấy đến cái tình hình của Việt Nam của chúng ta đó. Từ năm 2020 đến 2050 thì tỷ lệ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người trên toàn cầu được ước tính là hết 2,5%, và tăng trưởng tiêu thụ thịt sữa ở các nước công nghiệp dự đoán sẽ chậm hơn so với cái nền kinh tế phát triển. Thí dụ kinh tế phát triển như là ở Việt Nam, Trung Quốc hay là các nước như Thái Lan hay là các cái nước coi như là Campuchia, Lào, đúng không? Tức là cái nền kinh tế phát triển thì cái tăng trưởng cái vấn đề tiêu thụ thịt sữa ở các nước này sẽ là chúng ta thấy là sẽ dự đoán sẽ tăng chậm và phát triển sẽ chậm hơn do với các nền kinh tế đang phát triển. Như trường hợp chúng ta thì cái nhu cầu thịt sữa trứng đồ này nó sẽ nó tăng cao hơn. Thì nếu mà nó tăng cao như vậy đó thì chúng ta thấy là coi như là dự báo mức tiêu thụ thịt sữa bình quân của người ta ở các nước phát triển đến năm 2030 là 89 và 290 đó, tức là thịt với lại sữa là kilo, cho đến năm 2050 thì 94 và 216 ở các nước đang phát triển ở năm 2030 tương ứng là 38, 67 đó, trong khi đến 2050 nó là 44, 78, thì chúng ta thấy là phát triển là nó tăng coi như là so với lại các nước đang phát triển, so với một tốc độ là coi như lớn hơn. Nói chung như vậy để mình biết như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nhu cầu về phát triển chăn nuôi ở các nước đang phát triển mà đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta đó, thì nói chung là ở Việt Nam của chúng ta là nó phát triển là rất nhanh, đặc biệt là kinh tế của chúng ta cũng đang phát triển tốt. Nhu cầu mà thịt, nhu cầu sữa, nhu cầu trứng là càng, và như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà nó cao như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề là cái chất thải đó, cái tình trạng là biến đổi như cái, bởi vì chất thải của gia súc thì đồng thời là nó cũng cũng tạo cái điều kiện cho cái sự coi như là ô nhiễm môi trường lớn, đặc biệt ở đây là chúng ta nói đến khí, trong đó khí là gây hiệu ứng nhà kính, nó ảnh hưởng thì cái càng thâm canh ngành chăn nuôi thì ô nhiễm môi trường càng cao, mức phát tán càng cao, cũng như các cái chất khí thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Vì thế cho nên là ngay từ đầu nên có các biện pháp bảo đảm phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất cái ảnh hưởng xấu của chăn nuôi thâm canh đối với biến đổi khí hậu. Cho nên mình thì hiện nay là chúng ta nói nhiều đến là vấn đề chăn nuôi thâm canh. Đã, trong cái thâm canh, bởi vì sao mà ta nói nó ảnh hưởng lớn, bởi vì chăn nuôi thâm canh là chúng ta tập trung các gia súc lại và chúng nuôi nó quy mô lớn, cho nên là nó ô nhiễm rất lớn, và cái ô nhiễm của nó là nó ảnh hưởng coi như là giúp cái quy mô
mà chúng ta khó lòng mà chúng ta coi xử lý được nó, thì đây là cái điểm mà coi như là rất là lo ngại, hơn là cái chăn nuôi mà coi như là chăn nuôi bản thân, chăn nuôi trong gia đình, chăn nuôi trong trong cái hệ thống canh tác. Thì còn sau thì thầy sẽ nói cái vấn đề này rõ khi nói về vấn đề là trong tuần vàng. Thì hiện nay là ở Việt Nam mình cũng cũng bắt đầu có những cái khái niệm và cũng có cái ý thức để chuẩn bị phát triển cái nền kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn và chăn nuôi tuần hoàn. Thì cái đây là ý tưởng mới. Thì cái phần này thì thầy sẽ trình bày cho mấy em và trong những giờ sau. Đó, còn bây giờ thì chúng ta chỉ nói đến vấn đề các biện pháp để mà coi như là chúng ta giảm cái khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thì ở đây thì người ta đã nói CH4 là một cái loại là khí nó gấp 23 lần so với khí CO2 từ nhiều nguồn, nhưng mà vật nuôi chiếm 37%. Đó, khí CH4 từ từ bò, dê, cừu và chăn nuôi tác động rất lớn, rồi tác động rất lớn. Bò sữa là nguồn khí CH4 đặc biệt quan trọng vì thể tích thức ăn của nó đó là cả cỏ vật liệu chế biến mà bò ăn, chăn nuôi như bò, cừu, dê, lạc đà, trâu thải khí metan rất lớn. Vi khuẩn trong ruột là chuyển đổi thức ăn thành CH4. Khi các động vật ở CH4 được thải ra trong một ngày, một bò có thể thải ra nửa bao coi như là CH4 vào không khí. Hãy tưởng tượng 1,3 tỷ gia súc ở khí metan nhiều lần trên 1 phút, thì chúng ta thấy là nó rất là nguy hiểm. Thì ở đây chúng ta nói là khí thải, chúng ta nói là coi như là cái con ruminant emission này, tức là cái con gia súc nhai lại mà nó phát thải khí này, thì nó phát thải metan ở miệng của nó. Thì ở miệng của nó là nó có phát thải à, thì ở miệng của nó phát thải vào khoảng coi như là 95% đó, trong khi đó là ở cái phần coi như là nó ở cái phần là ruột già với phần hậu môn của nó thì nó không thải, nhưng mà nó thải lại chỉ là 5% thôi. Đó. Còn ở đây á, là cái phân của nó, phân của cái nó thì nó gọi là nó không thải H2O và carbon dioxide, cả hai cái này thì nói chung là đây là những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý, tức là ở miệng nó không thải khí metan. Ở phần sau nó thải khí metan, rồi còn phân của nó là thải khí N2O và CO2. Đó là những cái nguồn coi như khí thải của bò. Coi như 10 phút, rồi sau đó là chúng ta tiếp tục, bữa nay hơi muộn chút, chúng ta cố gắng là chúng ta làm hơi muộn chút xíu. Alo, bây giờ chúng ta nghỉ chút xíu hay mấy em? Dạ. Rồi Dạ dạ. sau đó chúng ta tiếp hơi muộn chút xíu. Bữa nay mình vô trễ nha. Rồi.
Alo, chúng ta bắt đầu lại nha mấy em. Dạ thầy. Dạ. Ok, chúng ta bắt đầu lại. Dạ rồi. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái vai trò của cái giả cỏ. Đấy, vai trò của giả cỏ, của con gia súc ngoài lại. Thì cái giả cỏ, con gia súc ngoài lại thì nó cũng tương tự như là cái hầm ủ bioga, tức là nó lên men là hiếm khí, nhưng có điều nó khác với lại cái hầm ủ bioga là đối với con bò đó là người ta cố gắng người ta nuôi nó như thế nào để cho nó ít khí metan, trong khi đó là ở cái hầm ủ bioga đó thì người ta đưa các cái loại coi như là dưỡng chất vào để ta mong muốn cho nó là sản xuất ra nhiều cái metan. Hai cái mục tiêu coi như là nó khác nhau. Thì ở đây đó thì cái CH4 của giả cỏ nó thoát ra ngoài chủ yếu từ sự coi như ở hơi của động vật. Việc chuyển đổi nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để sản xuất CH4 trong giả cỏ liên quan đến hoạt động tổng hợp của các loại vi sinh vật khác nhau, với các bước cuối cùng được thực hiện bởi vi khuẩn, là cái vi khuẩn cuối cùng nó là vi khuẩn gọi là Methanogenic bacteria, tức là vi khuẩn là metan. Đấy, vi khuẩn metan thì nó ở cái chỗ này. Đấy. Tức là trong khi đó là các cái chất, các cái thức ăn vào giả cỏ và C6H12O6 nè, những cái này là những cái loại coi như là chất xơ, những cái loại coi như là chất xơ, những loại chất xơ, chất đường, đó C6H12O6 mấy em vào đó, mấy em bọc vào đó. Thì dưới tác động của cái sự thủy phân, cái tác động của hydrogen thì nó sẽ biến là cái acetate propionate, cộng với dưới cái này thì nó ở cái dạng gọi là dạng là axit acetic, axit propionic và axit butyric. Rồi là dưới tác động của cái vi các cái vi khuẩn metan này thì nó sẽ tác động lên CO2 cộng với 8 hydrogen để nó tạo ra khí metan. Đấy, vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái sự coi như là tiêu tiêu hóa vi sinh vật, thủy phân, protein, tinh bột và các tế bào thành amino axit và đường. Những cái sản phẩm này nó đơn giản, sau đó lên men để biến thành các axit béo gây hơi. Đó, các axit béo gây hơi rồi hydro và cái carbonic, và bởi các vi khuẩn tiêu hóa cơ bản chuyển hóa thì acetate, propionate, butyrate là các coi như là axit béo gây hơi chính, nó gọi là volatile fatty acid đó, cái này nè. Rồi sau đó được hấp thu và sử dụng ở các vật chủ. Nơi sản xuất nhiều hydrogen là vi sinh vật sản xuất là axit acetic trong con đường lên men. Đó. Nơi sản xuất tức là những cái nơi mà sản xuất ra nhiều hydrogen đó là những sinh vật sản xuất ra axit acetic. Nó là ở chỗ này nè, axit acetic nè, thì nó sản xuất ra nhiều cái này, và hai cái này nó cộng lại nè. Đây, hai này cộng lại này thì nó ra là metan. Đây, như vậy là metan. Nên là khí metan là khí mạnh thứ hai, nó đóng góp vào cái sự coi như thay đổi của loài người, mà chúng ta quan tâm đến vấn đề sự thoát khí CH4 ở qua cái sự ở hơi của gia súc này. Đấy thì qua các cái tác động của cái lên men ở giả cỏ thì nó sinh ra cái CH4, sinh ra cái CH4, thì coi như là nó. Rồi cái nitơ oxit, đây nitơ oxit là cũng gây ra cái hiện trạng tức là N2O đó, tức là N2O thì là 65% cái lượng khí N2O nè
có khả năng gây hiệu nhà kính gấp 296 lần CO2. Đây chúng ta thấy dữ không? 296 lần CO2 và tạo ra 2 phần 3 tổng lượng phát thải khí N3. Đấy, nguyên nhân chính là gây mưa axit phá hủy hệ sinh thái. Trong ngành chăn nuôi, chất thải từ gia súc và thức ăn của nó là nguồn sinh ra N2O. Nó chiếm 13% tổng lượng N2O phát thải trong toàn cầu. Đấy, tức là mình đó, là mình chiếm coi như là 13% tổng lượng N2O. Chăn nuôi thâm canh có nghĩa là tạo điều kiện để tăng cái lượng N2O là phát tán. Đấy là cái điểm mà coi như là chúng ta thấy. Cho nên cái chăn nuôi mà thâm canh, chăn nuôi thâm canh tức là chăn nuôi lớn mà mình hiện nay mình đang quan tâm, mình đi vào con đường đó, thì nói chung là những cái mà chăn nuôi thâm canh thì nó dẫn đến là sự phát tán cái khí thải gây ô nhiễm, trong đó có CH4, trong đó có N2O, CO2, nó coi như là rất là lớn. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái tỷ lệ N2O thải trong phân của gia súc gia cầm đó, tức là đây là các cái loại phân của ở đây, các cái loại phân của gia súc gia cầm, tức là phân coi như là phân của bò sữa nó chiếm 8%, phân của bò thịt chiếm 25%, phân của gia cầm chiếm 24%, phân của heo chiếm 7%, còn các loại phân khác thì dê với cừu là chiếm khoảng 12%, còn dưới bò gọi là bò bò communal, là cái bò mà gọi là bò của địa phương đó, bò mà coi như là chăn thả nuôi quảng canh đó, nó kêu là communal, là cattle. À, trong khi bíp cái tô là coi như là bò thịt. Bò thịt này là bò thịt cao sản. Bò thịt này cao sản. Thì là chúng ta thấy là N2O đó là cái anh bò này là cao nhất, kế đến là anh gà. Anh bò này gà. Rồi là cũng là bò. Nói chung là bò thì nó chiếm hết bao nhiêu đây? Nó chiếm khoảng 49%. Đó, thì bò communal cattle thì cũng chủ yếu là bò là bò thịt thôi. Cũng chứa và thịt, nhưng mà ta nuôi để sinh sản, nuôi để làm tài sản rồi vân vân, thì nó gọi là communal cattle. Còn để beef cattle là ở các cái nước mà coi họ phát triển coi như là chăn nuôi coi như là lấy thịt là chính, thì ở đây dê cừu nó cũng chiếm khoảng 12% thôi. Thì tóm lại là cái tạo ra cái khí mà N2O đó, tạo ra khí N2O đó, thì chúng ta thấy là bò là nhiều nhất. Nói chung là kể bò thịt, bò sữa, bò đấy thì coi như là nhiều nhất. Đấy. Rồi kế đến, bởi vì bò nó đi phân nhiều, rồi kế đến là gà, heo á, thì nó coi như là nó cao hơn là dê với lại là cừu. Thế thì ở đây là chúng ta nói đến những cái giảm khí thải, nó giảm khí thải. Thì thầy cũng nói rồi, tới đây là mấy em đi thực tập thì chúng ta sẽ đi xuống để thăm để coi cái hệ thống đo khí tự động chamber của GCAT. Cái này là coi như cái dự án này có thầy làm có mười mấy năm nay rồi. Chúng ta sẽ đo khí thải gây ô nhà kính bằng máy móc thiết bị coi như tự động. Cái này do cái chương trình của GCAT, coi như là nó thì ở đây chúng ta nói thêm là những cái công nghệ có thể làm giảm khí metan, thì trong cái thời gian vừa qua đó, thì để mà giảm khí metan đó thì chúng ta thầy có sử dụng nhiều cái biện pháp, nhưng mà đối với lại cái theo cái tài liệu, theo những cái nghiên cứu của các tác giả khác, thì họ có thể sử dụng tannin nè, họ thể sử dụng monacin nè, dùng chất béo nè, rồi nâng cao protein trong khẩu phần nè, bổ sung probiotic nè, dùng thức ăn TMA nè, các biện pháp nâng cao hiệu suất khác để tạo sản phẩm có thể sản sinh CH4 thấp hơn. Thì đây là những cái mà coi như chúng ta đã làm. Thì trong thời gian vừa qua đó, tức là khoảng mười mấy năm qua thì làm, thì chủ yếu là bổ sung chất béo là một. Chất béo là một. Cái thứ hai nữa là bổ sung probiotic. Đấy. Thì cái lý do thì có thể là phần sau thầy sẽ trả lời cho.
chung kết quả thì nó cũng ra tốt. Ví dụ ở đây nè, thầy lấy ví dụ ở đây nè, đây là cash fish oil nè, không nè, 1%, 2%, 3%, thì thầy thấy là cái khí thải nè, cái khí thải là nó giảm mà có những cái ok nè, từ 51,3 này nó giảm còn 47,1 đấy, rồi tính thành lít người ta đến kilo ra mắt chờ này. Qua đó là chúng ta thấy đấy, thì khí thải kia cũng như thế này, liter tiêu thụ, liter tích lũy nè. Rồi thầy cũng tiến hành ví dụ cái dầu thô của hạt điều nè, cái này bao nhiêu là người thầy sử dụng, thầy nghiên cứu ở trên cừu thì cho thấy là nó cũng giảm này, giảm methane là nó giảm, có ý nghĩa thống kê này, giảm có ý nghĩa thống kê này, giảm rất nhiều cấp điểm nè, giảm rất nhiều CO2 trên ngày này, nó giảm giảm ở một mức độ 1 đến 5% giảm, rồi chứ là không có bổ sung coi như là dùng điện đó. Bổ sung probiotic thì kết quả bổ sung probiotic đã làm giảm CO2 của cừu, probiotic trong cái phần làm giảm CO2 cừu từ thức không là 5%, biết 4 là gam kilo là tăng khối lượng là một vài cái minh chứng cho chúng ta thấy là bằng cái công nghệ giảm khí metan mà CO2 trong phân của gia súc thì gia cầm đây nè, thì chúng ta sẽ có bổ sung nè trong cái trình của em bổ sung các biện, tức là sử dụng các cái biện pháp, các biện pháp coi như là biện pháp hóa học nè, là bổ sung các cái chất bổ trợ hóa học nè, các chất bổ trợ về vật lý nè, rồi các chất bổ trợ về vi sinh nè, cái này nó gọi là APT và chất bổ trợ nè, thì nó bổ sung vào trong phân nè, nó khi mà khi đối với phân đó, thì nó sẽ trong phân thì nó sẽ thể CO4 nè, nó sẽ N2O nè, thì cái nó gọi là cái meta analysis thì cho thấy meta analysis thì thấy cái hiệu quả của cái sự giảm nè, đặc biệt cái giảm mà coi như là O nè, đấy CO4 thì thôi đấy, thì các phương pháp xử lý phân để mà giảm cái khí thải gây hiệu ứng nhà kính nè, việc bổ sung vi khuẩn này, đặc biệt là vi khuẩn khử nitrit này, trong quá trình đủ phân compost tạo ra hai giai đoạn nhiệt cao và bão hòa này, giảm khí thải N2O là trong điều kiện hao hao khí cũng làm giảm sự phát thải CO4 này, đấy đâu này vào đây này, đấy coi như là cái giai đoạn mà làm, cái giai đoạn có nhiệt độ nè mình nóng lên nè, rồi từ đây này nó coi nitrit nè, rồi nó làm tăng cái sự coi như nè, nếu mà bình thường mình không có tác động gì hết á thì nó sẽ làm tăng nè, nhưng mà nếu coi như là mình tác động nè, ha, nè, oxide điện bacteria nè, mình bổ sung cái nốt nè, mình cộng thêm nốt nè, rồi nó sẽ làm giảm cái N2, thì tôi nghĩ có lẽ là hôm nay vậy là được rồi đấy, thì bây giờ thầy điểm danh.
À. Thầy ơi, cái mic hình như nghe hơi nhỏ nhỏ, thầy nó bị dập dập thầy. Dạ, tức là nghe rõ À, bây giờ thì rõ đó thầy, hồi nãy nó nhỏ, có lúc nó dập dập đó thầy. như vậy thầy nói lại cái chỗ này nè. Tức là mấy em biết là cái khí N2O á, so với CO2 á thì nó gấp 296 lần. Em thấy chỗ này chưa? Cái khúc trên đó thì rõ cái chỗ mà có hình con heo với chỗ ủ phân Heo lên heo là CH4 đó, nó dập thầy dập từ nè, đoạn A, đúng đúng rồi thầy, từ đoạn đó đó thầy. tức là ở đây là người ta muốn nói cái gì, tức đây người ta chỉ lấy cho em là coi như là sử dụng các cái loại vi khuẩn, sử dụng các loại vi khuẩn mình cho vô trong cái đóng phân, rộng với đóng phân đấy thì nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra nè. Trường hợp nếu mà phân nó đi phân ra, mà nếu mà mình không có xử lý cái gì thì nó sẽ cho ra coi như là N2O và CH4. Đây, thì cái khí này là tức là nếu mình để ra trong điều kiện hao khí bình thường, để ra trong bên ngoài bình thường đấy, và dưới cái điều kiện là coi như là cái nhiệt nó tăng, bởi vì khi cái phân mà em ủ lại em để lại em đóng đó thì là bên trong nó cũng nâng cao cái nhiệt độ của nó. Đó, nó nâng cao nhiệt độ của nó, bởi vì nó có vi khuẩn trong đó, nó nâng cao nhiệt độ của nó, vi khuẩn hao khí đó đấy, và nó sẽ phát thải ra cái khí N2O. Còn trong trường hợp nếu mà chúng ta đã áp dụng các loại vi khuẩn, chúng ta áp dụng các loại vi khuẩn, thí dụ nitrit oxidin bacteria này, các loại vi khuẩn này nè, thì mình cộng nó vào đây đó, mình cho nó vào đây để ở đây nè, nóp nè, sọt nè đấy, thì nó tạo ra cái compost này, tức là cái phân hữu cơ đó, thì sau đó thì nó sẽ chuyển sang chuyển sang là một cái cũng đóng phân như thế, nhưng mà nó làm giảm đi cái N2O coi như là phát thải đấy. Thì ở đây cho thấy là cái tác động của vi khuẩn nếu mà chúng ta sử dụng ở đây ta nói là ở hình bên dưới đây cho thấy việc bổ sung vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn khử nitrit trong quá trình ủ phân compost, tạo ra hai giai đoạn nhiệt cao và bão hòa để làm giảm sự phát thải NO trong điều kiện hao khí, cũng như làm giảm cái sự phát thải của CO2. Giờ rõ chưa mấy em? Dạ rõ thầy Rồi ơi. rồi rồi. À, thì hôm nay thì chúng ta nói tới đây là mấy em đợi chút xíu và thầy điểm danh cái rồi 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 thầy ra câu hỏi. Alo, bây giờ thầy điểm danh nha mấy em. Dạ. Rồi em nào mà có mặt thì lít vô cho thầy thấy ở đây rồi rồi nói có ha. Nguyễn Thị Hương Thanh. Dạ có thầy. Rồi có Nguyễn Thị Hương Thanh. Dạ. Rồi Nguyễn Thị Hương Thanh. Rồi Nguyễn Khánh Nam. Có thầy ơi. Rồi Nguyễn Khánh Nam. À, Ngô Trần Diễm Quỳnh. Dạ có thầy ơi. Rồi, Trần Diễm Quỳnh. Trần Chí Nhân. Dạ có thầy Ngô Thanh Vũ. Dạ có thầy ơi. Rồi, Ngô Thanh Vũ. Quỳnh Hoa Diễm Như. Dạ có thầy ơi. Rồi.
Châu Xuân Bình, Hồ Châu Xuân Bình. Có thầy ơi. Rồi. Trần Anh Minh. Trần Anh Minh. Dạ có thầy ơi. Rồi. Nhớ click vô nha, click vô đó cho thầy biết ha. Lê Nguyễn Thị Dạ có thầy ơi. Huyền Vi. Huyền Vi là cũng nghỉ rồi mấy buổi nữa nha. Nguyễn Cẩm Tú. Tú đâu? Tú liếc vô cho thầy thấy coi. Tú vắng nha. Nguyễn Thị Thúy Liễu. Dạ có thầy. Đâu, Thúy Liễu đâu? Liếc vô đi cho thầy thấy coi. Nguyễn Thị Thúy Liễu. Dạ có thầy. Thấy đâu không thấy? Đúng. À, Thúy Liễu thấy rồi. Ok. Rồi Nguyễn Đăng Tới. Tới là em này nghỉ suốt rồi. Alo, Nguyễn đang tới, Nguyễn tới nghỉ tới 4 buổi rồi nè. Nguyễn đây nghỉ vắng bữa nữa. Quỳnh Thế Nhân. Dạ có thầy. Rồi. Nguyễn Tất Liệt. Có thầy Rồi. ơi. Có. Nguyễn Thị Quỳnh Hạnh. Dạ có thầy ơi. Rồi. Vũ Đình Minh. Dạ có thầy. Rồi. Trương Văn Tăng. Dạ có thầy ơi. Rồi. Nguyễn Thị Anh Đào. Dạ có thầy ơi. Trần Thị Ánh Hồng. Rồi. Dạ em có ạ. Rồi. Tuấn An. Dạ em có thầy ơi. Rồi. Vũ Tấn Có thầy ơi. Hưng. Rồi. Đoàn Thị Như Ý. Dạ có. Rồi. Đặng Hoàng Kháng. Có thầy ơi. Rồi. Kháng nghỉ 3 buổi nữa nha. Nguyễn Thành Trung. Dạ có em. Rồi có em. Rồi như vậy là mình vắng là Nguyễn Công Tú nè. Dạ có thầy ơi. Ừ sao rồi sao to có đâu đã người lý vô coi. Dạ À em được. ừ, sao hồi nãy giờ đi đâu? Dạ nãy cho bé nó ngủ á thầy. Nguyễn Đăng Tới vậy vắng Nguyễn Đăng Tới nè, Đăng Tới là coi như vắng suốt á. Vắng coi như bữa nay buổi thứ năm rồi. Đấy thì bây giờ bây giờ như vậy mấy em. Thì tức là tối mà buổi này nè tuần tới á thì thầy sẽ báo với lại ở ở trường á là tối hôm đó là mấy em là khỏi phải lên lớp như vậy nhưng mà mấy em ở nhà là mấy em làm bài bây giờ thầy coi như ra mấy cái câu hỏi để mà coi như là mấy em coi như là làm bài nha. Rồi bây giờ là cái câu thứ sáu, làm câu số 6 và câu số 7 của là cái chương cuối cùng đó. Thứ sáu, thứ bảy của chương cuối cùng. Chương cuối cùng là chương 8. Biến đổi khí hậu do khí thải hiệu ứng nhà kính. Mấy em nghe rõ Nghe đây ơi. Dạ không? Rồi. Câu thứ sáu, câu thứ bảy. Rồi mấy em cũng cũng tìm hiểu luôn về cái khái niệm về chăn nuôi tuần hoàn. Cái này là cái mới đó. Mấy em mà lên mạng tìm hiểu thì trong cái giáo trình của thầy, thầy có viết một cách ngắn gọn trong cái đó thì thầy có viết một cách ngắn gọn, thầy viết có khoảng một trang nè khoảng trang, nhưng mà mấy em lên mạng là lúc này là trên mạng người ta nói rất nhiều về cái chuyện này, cho nên là mấy em tìm hiểu rồi mấy em trình bày về khái niệm chăn nuôi kinh tế tuần hoàn rồi các công nghệ ứng dụng cũng như là các lợi ích của nó. Như vậy chúng ta có câu 6, câu 7 và câu 8. Câu 6, 7 thì nói chung trong bài có hết rồi. Câu 8 là mấy em phải tìm tài liệu viết rồi này nọ đọc thêm. Rồi tức là tuần tới là chúng ta sẽ cái buổi này là chúng ta sẽ không lên lớp bởi vì thầy thầy đi Lào. Cho nên thầy đi công tác ở Lào cho nên là mấy em làm bài tập. Rồi tuần tới nữa là chúng ta sẽ tiếp tục.
Và sau đó thì thầy sẽ trao đổi với anh em về chuyện thực tập. Alo, mấy em nghe rõ Nghe đó thầy ơi, mày đi hạn học là bao Dạ lâu thầy. rồi? Một Mẹ ơi số thầy ơi, ơi thầy như cái lớp này là đang học online á, thực tập là thực tập làm sao thầy? thực tập thì cứ đi xuống Cần Thơ thực tập thôi, sao bây giờ đâu có cách nào khác, mấy em không có thực tập thì đâu có được. Đó, tất cả các em khác cũng phải thực tập thôi. Đấy. Thì những em có một số em mà đến giờ này là mấy cái câu bài tập thứ hai là chưa thấy nộp, thầy ghi nhận hết trơn rồi đó nha, cho nên tranh thủ là gửi rồi, và làm câu 6, câu 7 và câu 8 của cái chương 8 này, và coi như là trước cái đợt là lần học cái tuần tới là mấy em phải nộp cái câu 6, câu 7 và câu 8 như là lần trước, tức là mình viết và sau đó là chúng ta chụp hình rồi chúng ta gửi qua email. Alo, các em nghe rõ không? Dạ nghe rõ rồi. Rõ nghe rồi. Dạ. Rồi, cố gắng hang. Đấy, Dạ. học học đến giờ này biết cũng khá rồi đó, phải không? À, thầy ơi cho em hỏi là thứ năm tuần tới là mình không học đúng không thầy? Đúng, thứ năm tuần tới mình không có học, nhưng mà mấy em dùng giờ đó để làm chuyện đó đó, chứ không phải là giờ là chơi nghe không. Dạ. Rồi À, cái thứ năm tuần tiếp theo nữa thì lại là học tiếp đúng tục. không thầy? Đúng rồi, tiếp tục tôi sẽ báo với trường cái vụ này nha. Rồi Hồi vậy học mấy buổi nữa thầy? hả, còn Vậy mình nữa học. chứ đâu có hết liền đâu hả? Còn như là mấy em, tức là chúng ta sẽ học một buổi nữa về cái kinh tế tuần hoàn, chăn nuôi tuần hoàn. Rồi coi như là chúng ta sẽ có một buổi thực tập về cái bioga. Thực tập thì nhưng mà nó cũng ở trong cái điều kiện của mình đây thôi. Rồi sẽ có coi như là một buổi thực tập một ngày đó, coi như một ngày thực tập ở tại Đại học Cần Thơ về coi như là khí thải gây ô nhiễm nhà kính. Rồi thôi bây giờ là chia tay hang. Ok chưa? Dạ ok Thầy rồi. ơi. Thầy ơi. Rồi thôi ngủ vui vẻ Dạ, ha. thầy ơi. Bài Đây. tập thì khi nào nộp lại vậy thầy? Nói rồi. Tôi nói rồi. Tôi hồi nãy nói rồi, nói chưa? Mấy em hồi nãy thầy nói chưa? Nói Alo. rồi thầy ơi. Nói rồi. Thôi bây giờ nếu Trước không bữa thứ năm có thì học cái hỏi thứ hai vậy. bạn nha. Chứ thầy nói đi nói lại hoài nghe cũng mệt mấy em. Rồi thôi bye bye nha mấy em. Nha. Dạ, chào thầy ạ. Rồi chào mấy em. Đấy, nó sửa cái này